Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thời sự đầu năm ngày hôm nay, 1 tây tháng 1 năm 2023. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay. Đầu tiên hết là phần tin quốc tế. Nhóm Hồi giáo ISIS, tức là Islamic State, đã lên tiếng nhận trách nhiệm cho vụ tấn công một trạm cảnh sát ở tại à, Ai Cập khiến cho bốn người bị thiệt mạng. Tin từ Cairo cho biết nhóm Hồi giáo ISIS đã lên tiếng nhận trách nhiệm cho vụ tấn công vào một trạm cảnh sát ở tại à, khu vực gần ở à, kênh Đào Xuân là thành phố có tên là Ismailia và khiến cho bốn người bị thiệt mạng và bao gồm luôn cả ba cảnh sát. Nhóm Hồi giáo cực đoan này lên tiếng nhận trách nhiệm trong một bản statement đã đưa ra vào tối ngày thứ Bảy ở trên một cái cơ, quan truyền thông tại khu vực có tên là Ahmad News Agency. Vụ tấn công này diễn ra vào chiều ngày thứ Sáu khi mà lực lượng vũ trang dân quân đã nổ súng vào trạm cảnh sát ở Ismailia và khi ít nhất 12 người hầu hết là đã bị thương trong cái cuộc tấn công này và cuộc tấn công này bao gồm luôn cả ba cảnh sát đã bị thiệt mạng và cùng với một người khác và được biết là một cái người khách qua đường ở đây và với truyền thông ở tại đây cho biết rằng đây là cuộc tấn công thường xuyên của nhóm hồi giáo isis ở phía bắc của bán đảo sinai trong nhiều năm qua nhóm này được xem là đã tấn công vào một số những khu vực ở sinai trước đây và nhắm vào cái cộng đồng đa số thiểu số là người thiên chúa giáo những người bị cáo bị buộc là họ đã hợp tác với giới quân đội và kể cả cảnh sát của ai cập đó là bản tin liên quan tới thời sự quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình thời sự quốc tế ngày hôm nay, Iran đã cho thử các cái tròn quân sự trong cái cuộc tập trận của họ gần ở eo biển Hormuz. Tin từ Dubai Vương quốc Ả Rập thống nhất cho biết, thì lực lượng quân sự của Iran đã cho thử nghiệm tất cả các cái tròn tấn công của họ trên bờ biển gần khu vực vịnh Oman và gần cái eo biển được xem là chiến lược Hormuz vào ngày thứ bảy là một phần trong cuộc tập trận thường niên của họ. Để Đài truyền hình cho biết trong cái đó thì các cuộc biểu tình chống chính phủ vẫn tiếp tục kéo dài hơn 3 tháng qua. À, các video trên mạng rồi cho thấy cuộc biểu tình tại Tehran gần như diễn ra ở một số nơi và và những thị trấn ở gần đó, à, đặc biệt là khu vực do người Kurd sinh sống à, và một phần trong khu vực được xem là à, có nhiều cái à, sự độ đụng độ giữa lực lượng người Kurd và của Iran. Trong khi đó, thì đài truyền hình của à, Iran cho biết là các cái loại tròn tấn công của tên là Ababil 5 đã được sử dụng trong cái cuộc tập trận này lần đầu tiên và nó bắn trúng mục tiêu với một cái trái bom ở mà mức là 250 dặm và Iran đã bắn thử tất cả những cái tròn quân sự của họ trong vòng một thập niên qua. Lực lượng tròn của Iran được xem là đang có gây một cái sự nghi ngờ của phía Hoa Kỳ và các đồng minh cho rằng Iran đã tìm cách hỗ trợ cho Nga các cái tròn này sử dụng trong các cuộc tấn công tại Iran. Trong tháng 11 thì Iran cho biết họ đã cung cấp tròn cho của nga tuy nhiên họ nói rằng cái tròn họ cung cấp cho nga là đến nước nga trước khi có cuộc chiến xảy ra và iran nói rằng họ đã cam kết là đã ngưng lại cái cuộc tranh chấp ở tại ukraine cái biển hosmo được xem là nơi bận rộn nhất ở vùng vịnh ba tư và nơi được xem là cái mức di chuyển về năng lượng trên toàn cầu và được xem là một trong những cái nơi à, vùng biển có cái à, mức giao dịch được xem là đứng hàng thứ năm trên thế giới đây được xem là cuộc tập trận mới nhất của iran và trong đó thì à, phía của Liên hiệp quốc báo cáo cho biết trên 500 người đã bị thiệt mạng và trên 18.500 người đã bị bắt giữ kể từ khi mà có các cuộc biểu tình bùng nổ tại Iran đó là bản tin liên quan tới tình hình của khu vực à, của Trung Đông ngày hôm nay <laughs> và cũng liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay Tổng thống Zelensky của Ukraine đã gửi một thông điệp trong ngày đầu năm chỉ một điều duy nhất là sự chiến thắng đó là lời phát biểu của ông Tổng thống Zelensky trong ngày thứ Bảy nói rằng ông chỉ hy vọng duy nhất là cho Ukraine năm 2023 là chiến thắng được cuộc chiến này và tiếp tục duy trì cái cuộc tranh đấu của ông đối với cuộc xâm lăng của Nga và giữ cái chủ quyền là lãnh thổ của của Ukraine. Tôi mong muốn tất cả mọi người của chúng ta chỉ có một điều duy nhất thôi, đó là sự chiến thắng và điều này có nghĩa là tất cả mọi thứ và hy vọng rằng nó sẽ đem đến chiến thắng cho tất cả người dân của Ukraine. Ông Zelensky đã phát biểu trong một cái buổi phát biểu đầu năm qua cái màn hình của video trong vài phút trước nửa đêm ngày hôm qua. Ông lên tiếng cho biết rằng Nga đã bắt đầu cuộc xâm lân Ukraine từ hồi tháng 2 và ông vẫn ở lại với người dân để tranh đấu cho niềm tự do của người dân Ukraine. Chúng ta sẽ không đầu hàng, chúng ta sẽ phản kháng lại và chúng ta sẽ tranh đấu cho nền tự do và đó là lý do chúng ta có mặt tại đây, tôi có mặt tại đây, mọi người có mặt tại đây và chúng ta là tất cả đều là người dân Ukraine. Trong khi đó, thì ông Tổng thống Nga đã phát động cuộc chiến tại Ukraine từ ngày 24 tây tháng 2. Ông ta gọi đây là một chiến dịch quân sự đặc biệt để uh, tìm cách bảo vệ cho những công dân Nga sinh sống tại Ukraine bị đe dọa bởi chính quyền của Kiev. Trong khi đó, thì Kiev đã được sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ và Tây Phương uh, chống lại sự xâm lăng của Nga. Putin cũng đã có cuộc uh, phát biểu ở trên đài truyền hình trong cái ngày đầu năm và trong đó ông ta nói rằng người dân Nga đã đứng phía sau lưng của chính phủ và các binh sĩ trong cuộc chiến tại Ukraine. Đây được xem là một trong những cái lời phát biểu của đôi bên trong ngày đầu năm khi mà Ukraine vẫn còn đang có những cái tiếng pháo kích và những cái đạn rocket và hỏa tiễn vẫn bắn vào thành phố Kiev và một số những thị trấn khác. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Google đã chi trả cho Indiana 20 triệu Mỹ Kim để giải quyết cái đơn kiện về quyền tư ẩn. Công ty Google đã phải trả cho tiểu bang Indiana 20 triệu Mỹ Kim để giải quyết một cái đơn kiện nhắm vào cái công ty kỹ thuật này cáo buộc rằng công ty này đã có những cái hành động vi phạm vào trong cái luật bảo vệ quyền tư ẩn của người dân. Theo tường trình của bộ trưởng tư pháp tiểu bang này là Todd Rikita đã cho biết như trên ông Rikita đã để đơn kiện riêng biệt nhắm vào công ty Google khi mà đàm phán giữa công ty và một cái liên minh các bộ trưởng... Tư pháp của các tiểu bang và ông nói rằng à, hầu hết các tiểu bang đồng ý là cái số tiền lên tới 391.5 triệu Mỹ Kim à, với công ty này hồi tháng 11. Tuy nhiên thì trong một cái kết quả của một đơn kiện khác thì ở uh, Indiana à, sẽ nhận được ít nhất là gấp đôi số tiền trong đó bao gồm luôn cả một cái thỏa thuận với 40 tiểu bang nằm trong liên minh và ông Rokita cho biết à, vào ngày thứ năm đây là một cái đơn kiện mà chúng tôi đã chiến thắng được về tình trạng gọi là có cái hành động xâm nhập vào cái dữ liệu của người sử dụng của các công ty big tech ông rokita đã cho biết như trên đây được xem là một trong những cái đơn kiện hiếm hoi mà google phải thỏa thuận với lại các tiểu bang các tiểu bang đã bắt đầu mở cuộc điều tra sau cái bản báo cáo của hãng thông tấn AP năm 2018 cho thấy Google vẫn tiếp tục tìm cách gọi là xác nhận được cái vị trí của những người sử dụng sau khi mà họ đã chấm dứt không sử dụng cái Android hoặc là họ đã đóng lại cái trang Google. Tuy nhiên thì nó vẫn nằm ở trong cái một là location history. Google đã không thừa nhận đúng hay sai trong vấn đề này khi mà họ nhờ, đạt được cái thỏa thuận với với tiểu bang Indiana và công ty này trong ngày thứ sáu đưa ra một bản xác minh nói rằng trong vòng vài năm qua bao gồm luôn cả tình trạng gọi là họ cho là minh bạch và những công cụ đã giúp cho việc mà quản lý tất cả những cái dữ liệu của họ giảm đi tình trạng mà thu nhận những cái dữ liệu của người sử dụng Google đã bắt đầu có một cái cái, cái menu nút gọi là delete control, auto delete control trong đó là sẽ giúp cho người sử dụng có thể xóa đi cái lịch sử mà vị trí của họ ở trước đó để họ có thể bảo đảm được cái quyền tư ẩn của họ đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay bản tin khá đặc biệt là cựu Tổng thống Trump trên trang sô của ông đã tái khẳng định một lần nữa về việc mà mất đi cái người xem của các công ty được xem là truyền thông cánh tả Giữa lúc mà đang có những cái cuộc quay trở lại về chính trường của cựu tổng thống Donald Trump Một bản báo cáo mới nhất đã, đã được đưa ra Trong đó cho thấy rằng là tất cả các hệ thống truyền thông cánh tả Đều đã bị mất cái tính dụng đối với khách hàng của họ Và những người xem cũng như những người viewer Và trong đó gần như là con số được xem là thấp nhất Và trong trang True Social thì cựu tổng thống trump đã lên tiếng và nói rằng những đài truyền hình mà có cái thái độ thù ghét đối với trump đã có cái mức à, kỷ lục thấp nhất và họ chưa bao giờ có à, kể cả Fox news cũng đã bị giảm bởi vì họ chưa bao giờ dám nói chữ trump hay là chữ true tức là chữ sự thật và chưa bao giờ dám nói về tình trạng của cuộc bầu cử trước đây và đây là cái à, kết quả họ nhận lãnh nhận lãnh đó là lời phát biểu của cựu tổng thống trump trên trang true so 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 đúng trong ngày đầu năm à, đúng trong ngày đêm giao thừa và các cái căn cứ lực lượng của Maga càng lúc càng lớn hơn bao giờ hết và quý vị có bao giờ nhìn thấy được cái việc mà Ford đã chơi cái game của họ cái rating của họ vẫn tiếp tục bị rớt xuống và làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại tức là make American Crack again Cựu Tổng thống Trump đã bỏ lên trên à, cái trang trung xô của ông sau khi mà có một cái à, Bản thăm dò mới nhất của Variety và Forbes cho thấy năm 2022 những cái đài truyền hình nào thắng và thua trong cái uh, mặt trận quảng cáo và trong đó những cái đài truyền hình mà bị uh, giảm đi bao, bao gồm có NBC bị trừ 7%, uh, CBS bị trừ 8%, ABC bị trừ 6%, Fox bị trừ 14% và Fox News Channel bị trừ 1%. Đồng thời thì uh, dựa trên cái lứa tuổi mà từ 18 cho tới 49 cho thấy rằng là các cái công ty này đã bị rớt điểm rất nhiều, trong đó Fox bị trừ 23%, CBS bị trừ 22%, NBC bị trừ 13%, ABC bị trừ 12% và Fox News Channel bị trừ 9%. Đây được xem là một trong những bản báo cáo mới nhất được đưa ra và cho thấy rằng những công ty này đã có thái độ thiên vị khi tường trình về các vấn đề liên quan tới chính trị và điều này đã khiến cho khán giả rời bỏ họ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Chủ tịch khối đa số của đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện công bố về những cái dự luật và các cái nghị quyết sẽ được đưa ra trong cái phiên họp đầu tiên của Quốc hội. Người được xem sẽ là Chủ tịch khối đa số sắp tới của đảng Cộng Hòa là dân biểu Steve Scalise đã công bố một loạt những cái dự luật được đưa ra đệ trình trên sàn của Hạ Viện trong phiên họp sắp tới và trong đó bảo đảm là sẽ có cái hành động giám sát đối với lại cái quyền lực tại Washington. Trong một lá thư gửi ra cho các đồng nghiệp của Đảng Cộng Hòa, ông Scalise đã đưa ra danh sách 8 dự luật và 3 cái nghị quyết mà ông tin rằng là sẽ được đưa lên trên sàn của Hạ viện trong vòng 2 tuần lễ tới sau khi sau cái phiên họp 118 của Quốc hội bắt đầu từ ngày 3 tây tháng 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 1. Chúng ta có rất nhiều việc phải làm ở năm tới và chúng ta bắt đầu lấy lại quốc gia và đưa quốc gia đi đúng hướng. Ông Scalise đã viết như trên. Người dân Hoa Kỳ và cử tri cho biết họ quyết định thay đổi cái quyền lực ở cái cuộc bầu cử giữa mùa và trong đó thì gần như là họ trao lại cái hạ viện cho phía của đảng cộng hòa trong vòng 2 hai năm qua chúng ta đã rất là khó khăn cho và những gia đình làm việc siêng năng tại hoa kỳ đã đối diện với nhiều thách thức và chi phí quá cao sự an toàn trong các cộng đồng và tình trạng bạo động của các cái uh, mức độ tội phạm đã lên rất cao ở các cộng đồng giá xăng và giá của cái uh, khí đốt đã lên cao và tình trạng tệ nhất ở khu vực phía nam của chúng ta ông scalit đã cho biết như trên và với cái uh Biến chuyển mới, tức là sau ngày 3 tây tháng 1 thì đảng Cộng hòa nắm lại quyền đa số. Ông cam kết rằng sẽ làm việc để điều chỉnh tất cả những cái vấn đề và thúc đẩy một số những dự luật để cải thiện đời sống của người dân. Và trong đó ông nói rằng sẽ có hành động cứng rắn hơn đối với những hành động tội phạm và sẽ có nhiều cuộc truy tố hơn. Đây được xem là một trong những lời tuyên bố của ông Skelet đưa ra trong đó. Ông cam kết là sẽ cứng rắn với Trung Quốc và cứng rắn với tội phạm trong cái bia cái dự luật đầu tiên có cái tên gọi là Family and Small Business Taxpayer Protection Act trong đó thì sẽ à, loại trừ một số những cái à, nguồn ngân quỹ mà đảng dân chủ đã bỏ để mà có thể thành lập thêm một số nhân viên của sở thuế đã được thông qua trong đó nằm trong cái đạo luật Inflation Reduction Act mà trong đó thì à, đã được à, sử dụng tiền thuế của người dân để tăng cường thêm việc thuê mướn các nhân viên sở thuế ngoài ra dự luật này thì đảng Cộng Hòa cũng sẽ nhắm vào những gì mà ông Scarlett mô tả là đã chi ra hàng chục tỷ Mỹ Kim đã cho IIS để thuê thuê mướn khoảng 87.000 nhân viên mới. Trong đó gần như là gây một sự tranh cãi rất gây gắt. Và bên cạnh đó thì việc mà cứng trắng với Trung Quốc là một trong những cái hành động mà của các thành viên của Đảng Cộng Hòa đã giữ tính trước. Và với cái nghị quyết tìm cách thành lập một cái ủy quỹ ban chọn lọc lưỡng đảng trong cái chiến lược cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và Đảng Cộng sản Trung Quốc và cùng một lượt thì ông cho biết rằng sẽ có những cái dự luật được đưa ra nhằm cứng rắn hơn với tội phạm và các cái tội phạm ở trong các cộng đồng đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay cùng một lượt thì bà Loxi, tức là chủ tịch của Hạ viện đã đưa ra cái lời phát biểu sau cùng trước khi bà ta rời khỏi chức chủ tịch của Hạ viện Chủ tịch Hạ viện hiện nay của Quốc hội Hoa Kỳ là bà Nancy Pelosi đã trước khi rời khỏi cái nhiệm vụ của bà ta, bà ta đã cho tăng lương tối đa cho những nhân viên làm việc cho các nhà lập pháp ở tại Hạ viện. Đồng thời và cho biết là bà ta sẽ có những cái lời nói gọi là sau cùng trước khi rời khỏi cái chiếc ghế chủ tịch của Hạ viện. Trong cái vai trò là chủ tịch Hạ viện, tôi loan báo rằng là Hạ viện sẽ tăng tối đa cái mức lương trả cho các nhân viên lên tới 212.100 Mỹ Kim Bà Pelosi bà đã nói với các đồng nghiệp của bà trong ngày thứ sáu Và đây là lần thứ ba bà ta đã cho tăng tối đa cái mức lương của các nhân viên làm trong Hạ Việt từ năm ngoái Được xem là mức cao nhất trong vòng 13 năm Bên cạnh đó thì bà này cho biết rằng là bà sẽ giúp cho quốc hội để mà tìm cách gọi là uh, coi thuê mướn những nhân viên có khả năng làm việc Bên cạnh đó thì uh, mức lương của các nhân viên đã được bà ta ký vào cái ngày những ngày chót trước cuối năm, tức là trước khi mà Đảng Cộng hòa nắm lại quyền đa số. Bên cạnh việc tuyên bố này thì bà bà Lossi cho biết bà ta vẫn phải làm việc với các đồng viện của bà ta tại hạ viện thuộc Đảng dân chủ để kềm chế Đảng Cộng hòa trong việc thúc đẩy một số những dự luật mà bà ta cho rằng không có đem lại cái lợi cho một số những thành phần thuộc khu hướng cánh tả và bà ta cho rằng một nửa nước Mỹ nằm ở số này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình Á châu ngày hôm nay, bản tin thời sự hàng đầu của channel Trần Nhật Phong là hai bản tin liên quan tới Bắc Hàn. Bản tin thứ nhất, Bắc Hàn đã bắn thử các cái hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn ở ngay trong cái ngày gọi là à, cuối năm và đầu năm mới. Bắc Hàn đã bắn một cái hỏa tiễn đạn đạo vào giữa biển vào ngày chủ nhật chủ nhật theo tường trình của giới quân sự Nam Hàn cho biết, giữa lúc mà Bình Nhưỡng đang chuẩn bị là sẽ tiếp tục bắn thử các hỏa tiễn đạn đạo khác và lần bắn tiễn này, bắn này là nằm ngay trong ngày đầu của năm mới. Bản tin của hãng Yonhap cho biết đây là ngày liên tục thứ hai trong những ngày kia trước đó thì Bắc Hàn đã bắn thử các hỏa tiễn đạn đạo. Việc này diễn ra à, giữa lúc mà phía Bình Nhưỡng đang uh, chuẩn bị cho một cái sự tăng cường quân sự năm 2023. Bản tin mới nhất cho biết là cái hỏa tiễn đạn đạo này đã được bắn vào bờ biển phía đông và gần bờ biển của Nhật Bản và trong đó thì à, tổng tham mưu trưởng của lực lượng quân sự Nam Hàn đã cho biết nhưng không cho biết thêm chi tiết về cái à, hướng <laughs> cái hướng bay của cái hỏa tiễn này căng thẳng quân sự trên bán đảo của Nam Hàn và Bắc Hàn đã tăng từ năm 2022 khi mà Bắc Hàn liên tục thực nghiệm thử, thử nghiệm tất cả những cái hỏa tiễn của họ bao gồm cả hỏa tiễn đạn đạo xuyên quốc gia mà họ mô tả là có thể bắn tới lãnh thổ của Hoa Kỳ trong ngày thứ bảy thì họ đã bắn ba cái hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn theo tường trình của phía Seoul cho biết một ngày sau khi mà phía Nam Hàn đã thử được một cái uh, loại một cái loại một cái loại gọi là chon và chạy bằng uh, nhiên liệu hóa thạch và phát động ở trên không gian vũ trụ Bắc Hàn cũng đã tiếp tục có những cái hành động được xem là thách thức đối với lại cái uh, hòa bình ổn định và an ninh ở khu vực đây được xem là một trong những cái uh, biến chuyển mới liên quan tới tình hình của Nam Bắc Hàn và trong đó thì Tổng thống Nam Hàn ông Yoon seok Yeol đã lên tiếng và nói rằng Nam Hàn cần phải có một thái độ cứng rắn hơn để mà uh, trấn áp những thái độ khiêu khích của bắc hàn thậm chí là có thể vừa sử dụng tới mạng lưới quân sự trong khi đó thì phía nam Hàn cho biết cuộc tập trận ngày thứ năm của họ à, trong tuần qua đã, đã thực hiện chung với hoa kỳ để mà kềm chế cái việc gọi là khiêu khích của phía bắc hàn cùng một lượt trong ngày hôm nay bản tin thứ hai liên quan tới bắc hàn là nhà lãnh đạo của bắc hàn kim jong un đã ra lệnh là tăng gấp đôi cái khả năng và cái sở hữu nguyên tử của bắc hàn nhà lãnh đạo kim jong un của Bắc Hàn đã lên tiếng và ra lệnh cho quốc gia của ông ta là phải tăng cường gấp đôi cái khả năng về nguyên tử và phát triển thêm tất cả những cái hỏa tiễn đạn đạo xuyên quốc gia theo tường trình của giới truyền thông Bắc Hàn đưa ra vào ngày Chủ nhật sau khi mà ông ta đã bước vào cái năm 2023 với lời cam kết là sẽ có thêm nhiều cuộc thử nghiệm các cái hỏa tiễn đạn đạo xuyên quốc gia. Lời phát biểu của ông Kim đưa ra ở trên đài truyền hình giữa lúc mà phía Hoa Kỳ đang nghi ngại Bắc Hàn có thể quay trở lại việc thử nghiệm về nguyên tử và trong khi đó thì Bắc Hàn vẫn xem cái thái độ của chính quyền Joe Biden là thái độ thù địch một nhà một vài nhà chuyên gia cho rằng việc mà ông Kim Jong Un đã thúc đẩy việc sản xuất thêm nguyên tử và các vũ khí được xem là hóa tiễn đạn đạo xuyên quốc gia cho thấy rằng ông ta đang tìm cách có một cái chỗ đứng tư thế tốt hơn trong các cuộc đàm phán trong tương lai và trong đó ông ta khẳng định về cái, về cái tư thế quân sự của phía nam hàng xin lỗi quý vị phía bắc hàn họ vẫn tiếp tục làm bị cô lập và họ vẫn tiếp tục có những cái hành động gọi là bức hại nhân quyền chưa từng có đó là lời phát biểu của một trong những chuyên gia đưa ra và việc này cho thấy kim jong un đang muốn trỗi dậy trở thành một cái thế lực quân sự tại á châu để sử dụng để làm cái cuộc đàm phán trong những uh, thời gian sắp tới và trong cuộc họp 6 ngày diễn ra ở với lại Đảng Lao động tức là Đảng cầm quyền của uh, Nam Hàn. Ông Kim Jong Un cho biết rằng là ông cần phải tăng cường gấp đôi cái khả năng nguyên tử của Nam Hàn của Bắc Hàn và trong đó sẽ tiếp tục uh, có những cái hành động được xem là đối đầu với phía Nam Hàn và phía Hoa Kỳ mà ông mô tả các hành động tập trận của Nam Hàn và của Hoa Kỳ với cái kịch bản chuẩn bị xâm lăng Bắc Hàn trong đó thì ông ta mô tả cái hỏa tiễn đạn đạo xuyên quốc gia icbm của họ là có thể nhanh chóng để mà chống lại tất cả những cuộc tấn công đồng thời có thể mang theo tất cả những cái đầu đạn nguyên tử và bắn tới lãnh thổ của hoa kỳ đây được xem là một trong những cái lời tuyên bố khá mạnh của ông kim jong un đã đưa ra ngay sau khi mà phía Nam Hàn và phía Hoa Kỳ đã có cuộc tập trận trên đảo Jeju, nơi mà Hoa Kỳ đã gửi các cái quanh tạc cơ tàng hình của họ cùng phối hợp với lại F22 và tập trung với F35 và F16 của Nam Hàn. Cùng một lượt thì Nga cũng đã có cuộc tập trận trên bờ biển Triết Giang chấm dứt vào ngày 27 tây tháng 12 với Trung Quốc và cuộc tập trận này bao gồm luôn cả tiềm thủy đỉnh của Trung Quốc. Đó là những cái biến động ở biến động mới nhất ở trên khu vực ở Đông Bắc Á và có thể dẫn tới những cái cuộc đối đầu quân sự gay gắt hơn năm 2023. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình Á Châu ngày hôm nay các cuộc tập trận của cả Trung Quốc và Hoa Kỳ đã tăng dần cái sự hiện diện của họ về quân sự ở tại á châu thái bình dương cuộc đối đầu căng thẳng giữa trung quốc và hoa kỳ gần như đã dẫn tới việc mà đã có sự tăng cường rất nhiều mạng lưới quân sự của họ và chuẩn bị những cần thiết ở khu vực á châu thái bình dương đó là lời nhận định của một số những nhà quan sát đưa ra giữa lúc mà hoa kỳ đang có các cuộc tập trận với lại những quốc gia đồng minh tại á châu ở nhiều khu vực khác nhau bao gồm luôn ở khu vực phía đông bắc á với nam hàn và nhật bản kềm chế Bắc Hàn và tập trận chung với lại phía của Philippines ở khu vực Biển Đông với qua lực lượng của Nhật Bản để kềm chế sự bành trướng Trung Quốc. Đồng thời cũng sẽ răng đe với Trung Quốc trong vấn đề mà tìm cách gọi là tấn công và và đe dọa tới đảo quốc Đài Loan. Trong khi đó ngược lại, Trung Quốc cũng đã có các cuộc tập trận chung với Nga tập trận ở tại biển đông và kể cả tập trận ngay khu vực eo biển đài loan và cuộc tập trận là những cuộc tập trận này bắt đầu từ cuối năm 2022 từ ngày 20 tháng 12 kéo dài cho tới ngày đầu năm ngày hôm nay và những cuộc tập trận này cho thấy rõ ràng là phía cả Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ đang tăng cường các mạng lưới quân sự của họ trong cái cuộc đối đầu gay gắt ở khu vực Á Châu Thái Bình Dương gồm các điểm đóng Biển Đông, eo biển Đài Loan và khu vực Đông Bắc Á. Hoa Kỳ đã gia tăng cái lực lượng quân sự của họ ở tại Á Châu lên tới 250.000 quân và đang dự tính là trong một thập niên tới, Á Châu sẽ có khoảng 400.000 quân của Hoa Kỳ trú đóng tại đây. Đồng thời, Hoa Kỳ cũng đã gia tăng hợp tác mạnh mẽ với các quốc gia đồng minh của họ tại khu vực Á Châu, Thái Bình Dương, đặc biệt là Úc, Nhật và Nam Hàn. Trong tháng 9, Hoa Kỳ đã chấp thuận ngân sách 1.1 .1 tỷ Mỹ Kim, à, cái ngân sách à, gọi là hỗ trợ về... À, tài chính cho phía của bà của Đài Loan trong việc mà bán các cái uh, hỏa tiễn chống uh, tàu chiến và hỏa tiễn chống uh, phía chiến đấu cơ của Đài Loan. Bên cạnh đó thì uh, phía của ông Joe Biden vào tháng trước cũng đã ký uh, và tức là vào tháng uh, 12 cũng đã ký cái dự luật của ngân sách quốc phòng năm 2023 trong đó cam kết sẽ tài trợ cho Đài Loan tín dụng quân sự lên tới 10 tỷ Mỹ Kim trong vòng 5 năm từ 2023 cho tới năm 2027, tức là mỗi năm 2 tỷ Mỹ Kim. Và điều này cho thấy là Hoa Kỳ đã quyết tâm quay trở lại Á Châu. Trong khi đó thì Tập Cận Bình cũng đã bắt đầu thúc đẩy rất nhiều những cuộc tập trận ở trên khu... các mặt biển của Thành lục địa của Trung Quốc, bao gồm Bộ Chỉ huy miền Đông phối hợp với Bộ Chỉ huy miền Nam của Trung Quốc, thực hiện các cuộc tập trận và dường như đang tìm cách thay đổi hiện trạng trên eo biển Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình Á Châu-Thái Bình Dương ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay, nữ tổng thống Thái Anh Văn trong bài diễn văn đầu năm bà nói rằng là Đài Loan sẽ gặp nhiều thách thức trong cái năm 2023, kể cả vấn đề kinh tế lẫn vấn đề gọi là đối đầu quân sự. Trong ngày đầu năm thì nữ tổng thống Thái Anh Văn đã xuất hiện trong một buổi lễ ở tại phủ tổng thống và trong đó bà đã có bài diễn văn đầu tiên của năm 2023. Vị nữ tổng thống này nói rằng bà hy vọng sẽ chúc mừng năm mới cho những người dân và những người đang nỗ lực để mà đối phó tất cả những cái thách thức trong năm qua, đặc biệt liên quan tới việc chống dịch cũng như là uh, thúc đẩy nền kinh tế và đồng thời đối đầu với sự đe dọa từ Trung Quốc. Bà cho biết là trong 3 năm qua thì uh, Đài Loan đã có cái mức thành công tối thiểu về việc đối phó với đại dịch cũng như là đã thúc đẩy được cái nền kinh tế phát triển mức tăng trưởng khá cao. Tuy nhiên bà nói rằng năm 2023 sẽ không dễ dàng. Đồng thời bà nói là việc mà Trung Quốc đã tăng cường mạng lưới quân sự để đe dọa tới đảo quốc Đài Loan và tìm cách thay đổi hiện trạng sẽ là một thách thức lớn nhất của người dân Đài Loan trong năm 2023. Đài Loan sẽ không bị loại trừ ra tất cả những cái biến chuyển trên thế giới và Đài Loan, người dân Đài Loan sẽ phải chứng kiến tất cả những cái thay đổi này và chúng ta sẽ có nhiều tách thức về chính trị, về kinh tế và kể cả quân sự năm 2023. Bà chỉ ra cho thấy một loạt những cái uh, tình trạng mà suy thoái kinh tế, lạm phát cũng như là tình trạng mà thiếu nguồn cung cấp có thể sẽ ảnh hưởng tới nền kinh tế của Đài Loan. Đây được xem là bài diễn văn khá quan trọng của bà Thái Văn được đưa ra chỉ vài ngày sau khi mà bà đã ký xác lệnh cho nâng cấp cái khung uh, quy tắc của quân đội uh, buộc uh, những thanh thiếu niên của Đài Loan khi mà gia nhập quân đội và thực hiện cái nghĩa vụ quân đội là phải từ 4 tháng cho tới 1 năm. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của đảo quốc Đài Loan ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới đảo quốc Đài Loan ngày hôm nay, trong ngày cuối năm đêm giao thừa và rạng sáng ngày thứ ngày Chủ nhật, tức là ngày đầu năm của năm 2023, Đài Loan đã phát hiện ra 24 chiếc máy bay quân sự và bốn chiếc tàu chiến của Trung Quốc vẫn tiếp tục vây quanh cái khu vực eo biển Đài Loan. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết Họ đã phát giác ra 24 chiếc máy bay quân sự và 4 chiếc tàu hải quân của Trung Quốc đã tiếp cận gần tới khu vực biển của Đài Loan từ 6 giờ sáng ngày thứ Bảy kéo dài cho tới 6 giờ sáng ngày Chủ nhật, tức là ngày đầu năm. Trong 24 chiếc máy bay của PLA, 15 chiếc đã được phát hiện là xâm nhập vùng nhận dạng phòng công phía nam của Đài Loan. Trong đó gồm có 12 chiếc đã băng ngang qua cái lần tranh đỏ theo tường trình cho biết và trong đó gồm có 4 chiếc J11 chiến đấu cơ, 4 chiếc J10 chiến đấu cơ và 4 chiếc chiến đấu cơ 16 đã băng ngang qua lần tranh đỏ cùng một lượt thì một chiếc trinh sát cơ chống tìm Tuy đỉnh và một cái và cái tròn giám sát cơ của Trung Quốc gọi là bzk 005 và cái bzk 007 cũng đã được quan sát ở bờ biển phía nam của Đài Loan. Đây được xem là hành động mới nhất của Trung Quốc ngay trong ngày đầu năm của năm 2023. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Đài Loan ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Á Châu ngày hôm nay, bà Aung San Suu Kyi sẽ đối diện với 33 năm tù giữa à, lúc mà cái phiên tòa của bà sẽ chấm dứt. Bản tin mới nhất từ Miến Điện cho biết thì lực lượng quân phiệt Miến Điện đã kết án đối với nhà lãnh đạo dân sự là Aung San Suu Kyi thêm 7 năm tù trong các tội liên quan tới tham nhũng vào ngày thứ 6. Một nguồn tin cho biết và chấm dứt 18 tháng xét xử nhà lãnh đạo đối lập có giải thưởng Nobel Hòa Bình. Bà Aung San Suu Kyi đã bị à, ít nhất là 5 cái án truy tố liên quan tới tham nhũng và ít nhất là một cái án truy tố liên quan tới việc bà sử dụng một cái thiết bị bị cấm ở tại uh, miến Điện. À, nằm trong tù thì bà đã bị uh, cầm tù kể từ khi mà lực lượng quân sự miến Điện đã lật đổ và có một cuộc đảo chánh vào tháng 2 năm 2021. Năm nay 77 tuổi, bà đã bị kết rất nhiều tội trong đó bao gồm tội tham nhũng, tội à, sử dụng một cái quốc kỳ thoát kỳ bất hợp pháp cũng như là bà đã vi phạm lệnh giới hạn về đại dịch và cuối cùng họ nói rằng bà bị truy tố tội gian lệnh bầu cử. Đây được xem là một trong những cái bản án mới nhất mà phía chính quyền quân phiệt Miến Điện đã nhắm vào bà Aung San Suu Kyi, nhà lãnh đạo đối lập dân sự của Miến Điện. Đó là bản tin cuối cùng liên quan tới thời sự ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!